Hai bạn có người yêu chưa? Em chưa. Em có 12 mối tình rồi. Gu người yêu của hai bạn là gì? Em biết nấu ăn, nhưng mà em sẽ không bao giờ em nấu ăn cho bạn nam đâu. Vì sao vậy? Bạn nam phải chịu em chứ. Bạn nam phải chịu em thay. Quay xe. Trời ơi, tỉnh. Không phải nấu ăn thì phải biết chỗ đi mua cơm tấm chứ. Đi. Dạ, đi. Hôm nay ăn gì? Dạ, cô ơi, cho con cho em order một phần cơm tấm sườn phần lớn nha. Thêm bì và thêm trứng. Chiên lòng đào cho em. Rồi, có lấy canh không? Vậy cho em thêm một món canh nha. Ta-da. Và ở đây tụi mình có 3 quán cơm tấm mắc nhất Sài Gòn. Thực ra thì thiếu một cái tên là cơm tấm bãi rác. Nhưng mà cơm tấm bãi rác thì giờ này chưa mở. Nếu các bạn là người Sài Gòn thì chắc chắn là đã từng nghe đến cơm tấm Thuận Kiều rồi, rất là nổi tiếng. Một cái phần này tụi mình đã kêu là cơm tấm sườn bì chả là 105.000. Mình kêu trước là thêm thôi nhưng người ta cho thêm hẳn một hộp cơm. Thì tổng lại á là 140.000. Còn ở đây là cơm tấm xà bị trưởng của ba streamer anh Độ, anh Bill và Semesis. Ở đây thì mình sẽ có một combo sườn cốt lết đặc biệt 84.000. Phần 84.000 sẽ gồm một miếng sườn, ốp la, chả, bì và cơm với lại một vài món đồ chua và rau ăn kèm. Đây, mình gọi thêm một bịch tấp mỡ. Nghe đó là game bất hư truyền, bắt buộc phải gọi. Đúng rồi, mình nghe đồn là phải ăn tấp mỡ nước mắm, không ăn là uổng. Cuối cùng là cơm tấm Nguyễn Văn Cừ nằm ở 74 Nguyễn Văn Cừ luôn, quận 1. Thật ra thì danh bất hư truyền hồi xưa bọn mình đã quay một lần rồi, nó hồi đấy nó đắt. Bây giờ nó vẫn là đắt nhất trong ba hộp này. Cơm tấm sườn không á, phần lớn là 150, phần nhỏ là 140. Nhưng mà mình mua phần lớn là 150. Thêm một cái trứng 10.000, thêm một xíu bì ở đây là 10.000 nữa. Ủa là mua riêng hết luôn à? Thật ra thì danh bất hư truyền hồi xưa bọn mình đã quay một lần rồi. 95. Đề Hà. Wow. Danh bất hư truyền. Hôm nay tụi mình có định là xem là đỏ sức xem là những tân binh trẻ tuổi trong làng cơm tấm liệu có địch lại được với cơm tấm bãi bốc với mình cừ nào. Bắt đầu với cơm tấm Thuận Kiều á, thì người ta bỏ đồ chua vào trong cái nước mắm luôn. Mình sẽ rưới cái nước mắm này lên nhá. Mời mọi người, mời mọi người ăn cơm. Cơm cũng khá là rời. Nước mắm ngon. Mình cảm nhận được đầu tiên là cái vị béo hút của mỡ hành. Mà mình thấy là cái hạt cơm nó khá là tơi. Nước mắm nó cũng rất là vừa miệng mình ấy. Cái này là mình khách quan nha. Cá nhân mình thấy cái này là mình khách quan nha. Cái nước mắm này nó hơi nhạt, nó không được đậm lắm. Tức là khi mà mình chan nước mắm này với lại cơm, bình thường thì cơm thì không có vị. Và sườn thì mình chưa thử nhá, nhưng mà khi mà ăn với bì không ấy thì nó lại hơi nhạt, nó không được đậm đà mấy cái vị cơm tấm. Nhưng mà cái thịt này rất là mềm nhá. Đúng, thịt rất mềm. Đặc biệt nha, cái miếng thịt ngay cái phần của em còn có thêm một miếng mỡ nữa nè, em cắn chọn một miếng mỡ luôn, rất là béo. Đây cầm tay nè. Đó là cái độ dày nó vừa phải. Nó sẽ giúp cho miếng thịt là nó vẫn giữ được cái độ mọng nước. Cắn vô chung á xong nó béo ngậy lên, trời thơm quá. Nói chung là khá là vừa ý mình đó. Ngon. Trong này người ta cho thêm rất là nhiều mỡ. Với lại thêm một cái nữa là nó có cái độ béo, cái mà ăn nó cắn ra nó bị nó tứa cái mỡ heo ra. Em thì cảm giác được cái vị sực của nấm mèo rất là nhiều. Canh này đối với mình nó hơi cay. Nó hơi the nhẹ. Nhưng mà canh chua, thường là canh chua người ta sẽ bỏ thêm ớt để mà có cái độ cay the nhẹ nó mới ngon, nó mới làm dậy được cái hương canh chua. Có tôm. Một con. Xịn. Phần canh chua này là 20.000, có thêm một con tôm, canh chua tôm cho nên nó có độ ngọt của tôm thơm. Thật đó. Chúng ta sẽ đến với lại tân binh đang nổi đình nổi đám ở đây đi. Xà bị trưởng. Rất là khó mua, khó rất là đắt. Được. Thực ra mình thấy là miếng sườn bên này hơi mỏng hơn so với mấy sườn bên kia. Nhưng mà nó cũng to nha. To. Rồi thơm. Nhanh bất hư truyền mọi người ơi. Cái lớp da của nó nhai vô cảm thấy lớp da rất dày nha.
nhưng mà nó không bị cứng. Đúng đúng đúng, chính xác. Chị thấy là cái kết cấu á, kết cấu cơm hai cái này khá là giống nhau, nhưng mà vấn đề là cái này được rưới nhiều mỡ hơn. Đúng, chính xác, bên này béo hơn. Nè mọi người nhìn thấy không, cái ở bên trong cái miếng thịt ấy nó vẫn hơi hồng hồng, tức là người ta chỉ làm cho nó chín nhưng mà vừa đủ á. Bì cũng ok. Bì sực 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 thơm. Chả, miếng chả làm rất đẹp luôn. Thơm ghê, dậy mùi lắm luôn. Cắn đi một cái là nghe vị thịt không luôn á. Đậm 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 đà. Nó sẽ ít miến hơn mọi người ạ, nó sẽ ít miến hơn là ở bên kia. Thì bây giờ mình sẽ ăn thử trứng. Trứng bên này rất đẹp luôn. Bên đây bên xà bì trưởng làm hình thức cái nào cũng rất đẹp hết. Ở bên này cái lòng đào nó vừa tới á. Và cái viền ấy, cái viền mà cái bên phía bên ngoài của mặt trời á, nó rất là giòn. Mình thử cái sườn cây. Trời, cái sườn cây nhìn đô quá ha. Nhưng mà cái miếng sườn cây này mình để ý là nó nhiều thịt hơn bình thường nha. Bình thường là những cái sườn cây thì nó sẽ nhiều xương hơn. Nhưng mà mình vẫn muốn cho nó chín tới thêm một chút nữa. Nó mới đúng. Không, em thích ăn vậy mọi người. Có nhiều người người ta sẽ thích như Giang á, là nó sẽ hơi có cái vị hơi cháy cháy một tí. Đúng. Cái cháy nó có một cái vị rất là khó tả, nhưng mà nó sẽ rất là cuốn ấy. Tức là đúng, khi mà cắn vào một cái thì cái vị ngọt nó là cái vị đầu tiên mà mình cảm nhận được. Nhưng mà có một cái điểm mà góp ý một chút là cái thịt này nó hơi khô. Nó là cái thịt khô nhất trong hai trong ba loại này. Tiếp theo. Đây là nước mắm của quán cuối cùng. Đây, cái nước mắm nó rất là sánh và giống như lúc nãy mà anh Kiệt quay phim nói ấy, khi mà nhìn thấy cái bịch nước mắm này đầu tiên thì anh nói là cái bịch này là cái bịch nước mắm nhìn nó thèm ăn nhất. Nhìn kẹo quá. Kẹo quá. Chị cảm giác là bên này nó dẻo hơn và nó thơm hơn. Một cái cảm giác rất rõ ràng là gạo hai cái bên này nó không có quá nhiều sự khác biệt, chỉ là khác biệt cái mỡ hành thôi. Còn cơm bên này nó thơm hơn hẳn. Mặc dù là nhìn ngoại hình của nó thì nó không được dưới mỡ hành nhiều và nó cũng không được óng ánh, nhìn nó cũng khá là khô, nhưng mà khi mà ăn thì cảm giác nó rất là khác. Nhưng mà cái sườn thì nó không bằng. Sườn này hơi rất động, mặc dù cái ngoại hình rất là đẹp, rất là ưng ý mình, nhưng mà nó khô, với lại nó không có đậm vị á, chỉ ngọt ngọt thôi à. Ăn cái sườn với lại cái nước mắm này mình rất nhớ đến cơm tấm hồi cấp 1. What? Sao vậy em? Em có lại đặc biệt thêm một cái nữa là cái phần bì ở đây á, nó mềm. Mềm nhưng mà nó lại không được, nó không được đậm cái mùi thính giống như cái bên này. Còn mình ấy thì mình thích là bì nó phải giòn. Mọi người có muốn thử trứng chiên ở đây không? Trứng chiên ở đây là sự kết hợp của hai cái này. Tức là nó vẫn đẹp, nó vẫn lòng đào và nó vẫn cái lòng đỏ nó nằm ở giữa. Bởi vậy mới kinh doanh được hơn 30 năm rồi. Mặc dù mắc như vậy nhưng mà nhiều người đến ăn anh chủ bảo là với giá 150 một hộp vẫn còn rẻ. Thì anh giàu anh kêu rẻ, em nghèo lắm. Em không có tiền. Không, mấy là anh chủ khẳng định luôn là có nhiều khách đến ăn một hộp 150 kêu là với cái chất lượng này thì như vậy là rẻ. Nhưng mà em thấy là canh ở đấy cũng rất ngon. Cái đợt đấy mình nhớ mỗi canh là canh cũng rất ấn tượng đấy. Thịt em tách ra rất mềm, rất mọng luôn. Nó còn hơi đỏ đỏ ẩn ẩn ở trong nữa. Trời ơi. Đó, được. Đó chính là cái biểu cảm của tôi lúc nãy. Nhưng mà tôi đã phải kìm lại. Đỉnh cao. Tổng hợp lại một chút đi. Thì đầu tiên về mức giá nè. Cơm của mình kêu nếu mà không có ốp lá là 105.000. Là cơm tấm sườn, bì, chả, một phần combo cốt lết đặc biệt 84.000. Nếu mình nhớ không làm là sườn que đặc biệt nó sẽ mắc hơn 10.000. Hộp cuối cùng là cơm tấm Nguyễn Văn Cử, danh bất hư truyền. Thì cái hàng này về cả canh và cơm nó đều đắt nhất trong ba cái brand hôm nay bọn mình so sánh. Thì tổng cộng cái phần này là gần 200.000, 195.000. Vậy là mắc nhất nè, mắc nhì nè, và rẻ nhất. Rẻ, không phải rẻ nhất, thứ ba. Rẻ đúng rồi. Rẻ nhất trong ba món này. Thì cái này mình ưng về cái phần đồ ăn. Nêm nếm rất là ngon, nêm nếm rất là đậm vị. Rất đậm vị. Canh cũng rất là ngon. Rất là nhiều topping. Đúng. Còn cơm á, cơm thì nó hơi bị khô, ít mỡ hành một chút, nhưng mà nó lại được cái là nhiều cơm. Thế thì những người mà kiểu nhiều ăn cơm, nhiều chắc bụng không phải kêu cơm thêm. Cái lại được ăn tráng miệng. Tráng miệng. Ở cái phần cơm xà bì trưởng này thì em cảm thấy là tất cả các món nó đều nghiêng theo kiểu mềm mềm béo béo, nó rất là mướt cái miệng. Mướt cái miệng. Thật sự là tại vì nó mềm với nó béo, nó rất là trôi, bỏ vô cái là trôi, mọi người không cần nhai luôn á. Cái điểm cộng lớn nhất của cái quán này là chả ngon và tóc mỡ. Tức là tóc mỡ của hai bên này thì nó không bằng, bởi vì tóc mỡ ở đây khi mà nó nhúng với lại nước mắm ấy, nó đỉnh cao, rất là dậy mùi và nó giòn ấy. Cuối cùng là em cơm tấm Nguyễn Văn Cử, thì mọi người thấy điểm cộng là gì? Cơm đỉnh cao. Chất lượng cơm rất là ngon. Nhưng mà cái miếng sườn thì mình thôi, muốn là nó đậm đà thêm một chút nữa. Đại chiến cơm tấm mắc nhất Sài Gòn thì bộ ba chúng tôi thích nhất cơm tấm của hãng nào? 3, 2, 1, vô! Ủa vậy hả?
Không, tại vì thật ra mình thích cái này nhất. Mình thích cái này nhất. Này, bố mình nhịn được lâu lắm rồi đi nhá. Nhưng mà mình lại không thích cái giá của nó lắm, bởi vì nó khá là cao, nên là mình quyết định là mình sẽ lấy cái giá vừa phải hơn và chất lượng của nó cũng ổn. Đây, mình thích cái này nhất, tại vì người ta bảo là yêu ai thì yêu cả công ty họ hàng á mọi người. À vậy hả? Mày vậy là mày lý trí chứ mày không phải là cảm xúc. Cảm xúc chứ không phải là lý trí. Còn đối với mình á thì mặc dù cái cơm này cũng không có vừa ý mình lắm, nhưng mà cái canh, rồi cái nêm nếm của cái miếng sườn, rồi cái độ béo ngậy của cái miếng chả, và đặc biệt là cái nước mắm này mình rất là ưng, cho nên là mình vote cho Thuận Kiều, với lại thêm cái hộp bã mía ở bên môi trường. Rồi, và đó là màn đại chiến cơm tấm mắc nhất Sài Gòn. Và cảm nhận của tụi mình, các bạn đã ăn qua ba cái hàng cơm tấm này chưa? Hãy để lại cho tụi mình biết cảm nhận ở phần comment phía dưới. Còn bây giờ thì đừng quên like, share và subscribe cho Hôm Nay Ăn Gì. Đồng hồ cho ba đứa mình trong những số video tiếp theo. Và các bạn có thể gợi ý cho bọn mình những cái số tiếp theo mà bọn mình muốn bọn mình lên sóng và quay thử và kiểm chứng. Rồi bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại. Bye bye.